Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại với một tập video về Shopee Haul. Thì đợt này mình làm gần như là một cái series luôn á. Tại vì là đợt này mình có rất là nhiều quần áo Shopee về và mình có chưa quay á, nên là mình đã tổng hợp lại, chia ra, phân nhỏ ra những cái hạng mục khác nhau. Như là ví dụ video hôm nay sẽ là về Shopee Haul, về chân váy dài, chân váy có chân váy ngắn với cả quần dài nữa. Và một video nữa sẽ về áo sweater này. Và tiếp theo thì sẽ là một video về váy Tết chẳng hạn và áo len Tết chẳng hạn. Đấy, thì mình chia ra như thế. Thì mọi người muốn mua sắm đồ Tết thì có thể vào từng cái video của mình để có thể tham khảo đồ. Và video ngày hôm nay thì sẽ là về chân váy và quần dài. Và có rất nhiều sản phẩm chất lượng tốt trong video ngày hôm nay, nên là mình nghĩ là mọi người không nên bỏ lỡ cái video này. Thì mình sẽ không nói nhiều nữa đâu, chúng ta hãy cùng đi vào video thôi nha. Thì sản phẩm đầu tiên mình muốn nhắc đến hôm nay đó chính là một chiếc chân váy dài và có in họa tiết hoa nhí rất là xinh. Đây là một chiếc chân váy màu nâu. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, chiếc chân váy màu nâu, bạn này có một độ xòe nhẹ rất là xinh luôn á. Giá của bạn này mình mua thì là chỉ có 165.000 thôi. Rất là đẹp và mình thấy là cái họa tiết hoa nhí đợt này thì được mọi người mix rất là nhiều. Và thường cái những cái chân váy như này thì mọi người sẽ mix với áo len này, một chiếc áo len rộng này, hoặc là mọi người có thể mix với blazer này. Áo khoác cũng rất là xinh, nó không bị làm cho mình quá bị già đâu mọi người ạ. Chỉ cần mọi người phối hợp cho nó, làm sao cho nó nhìn nó hợp lý là nhìn rất xinh rồi. Mọi người có thể phối với những cái chân váy hoa như này đi với sneaker, nó rất là năng động và trẻ trung ấy. Đợt này thì mình tăng giá rất là nhiều nên là size mình mua thì đa số là size L và XL. Quần thì thường mình chọn XL luôn. Mình thường chọn cái size to á, tại vì thường mình thấy quần của Shopee nó sẽ không được rộng lắm, nên là mình thường chọn size lớn. Và mình thấy phần chất của chiếc chân váy này thì mỏng nhưng mà nhìn nó cũng khá là ok, nó không bị kiểu rẻ tiền á, và nhìn rất là đẹp luôn. Không có điểm gì để chê cả chiếc váy này cả. Bạn nào mà đang tìm một chiếc chân váy hoa nhí thì rất là nên tham khảo bạn này nha. Bạn này có cả màu đen nữa. Tiếp theo đây thì mình lại có chân váy. Và đây là một chiếc chân váy nhung kẻ như thế này. Và có màu đen với cả màu nâu. Thì mình đã mua một cái màu nâu đậm như này. Đây là một màu rất là xinh. Và mình thấy cái màu nâu như thế này thì nó rất là dễ để mix đồ luôn. Mọi người có thể gần như là phối với rất nhiều kiểu quần áo khác nhau, đều rất là xinh. Cái chất nhung này thì mình thấy khá là ổn. Giá mình mua bạn này thì là 212. Thì mình thấy là một mức giá khá là hợp lý cho một chiếc chân váy chất lượng như này. Chất nhung rất là đẹp và nhìn nó không bị quá là nhăn đâu. Đấy, độ dài hay là độ rộng nó thì cũng khá là ok. Và mình rất là thích những cái ở cái chiếc chân váy dài này là nó sẽ làm cái đầu đâu, mặt trước của nó sẽ là không phải là mặt chun, và đằng sau thì sẽ là mặt chun để cho mọi người có thể dễ dàng mặc hơn. Và mặt trước nó không phải là chun như này, để những bạn nào mà muốn đóng thùng lại thì nhìn cái mặt trước của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây thì mọi người cũng có thể thấy là những cái đường xếp ly như này này. Đấy, thì cái váy này nó cũng sẽ có một độ xòe cho mọi người để nhìn. Nếu mà những bạn nào béo như mình ấy thì mặc là nó sẽ kiểu nó che một phần khuyết điểm ấy. Nên là mình thấy đây là một chiếc chân váy mình rất là thích. Tiếp theo thì mình vẫn có một chiếc chân váy nhung và vẫn dài như thế, nhưng khác màu là màu tím. Bạn này thì hiện tại trên Shopee mình kiểu mình cáp ảnh lại, nhưng mà mình quên mất cáp cái hình này nên là mình không nhớ là bao nhiêu nữa. Nên là khi mà mình edit thì mình sẽ tìm lại, mình sẽ để cái hình này ở đây. Thì đây là một chiếc chân váy cũng khá là tương tự chiếc chân váy kia thôi, không có khác quá nhiều đâu mọi người ạ. Vẫn có cái phần xếp ly như này nhá. Và khác một chút là ở đây nó sẽ có cái cúc đóng lại như này này. Đấy, thì khi mọi người đóng thùng lại thì nó sẽ có một cái điểm nhấn hơn là cái chiếc váy kia. Còn về chất lượng thì mình thấy là bạn này sẽ dày hơn bạn kia một chút xíu, nhưng mà gần như là không đáng kể. Nhìn cũng không khác nhau nhiều đâu mọi người ạ. Bạn này thì màu tím, kiểu bạn nào thích những cái tông màu tím pastel kiểu trendy như này thì có thể tham khảo chiếc chân váy này. Và về cái form của hai chiếc chân váy này thì mình thấy không có điểm gì khác nhau quá nhiều, và mình thấy là có thể là mức giá thì cũng không khác nhau quá nhiều đâu, nên là tùy về cái phần màu sắc mà mọi người có thể lựa chọn. Mình sẽ đi hết một lượt chân váy xong rồi đến quần sau cho mọi người. Thì đây mình có một chiếc chân váy bò. Thực ra thì mình thấy là cái chiếc chân váy bò này ở trên hình mẫu bạn mẫu mặc là nó dáng xòe ra như này này, có nghĩa là eo nhỏ xong rồi dáng xòe ra. Nhưng mà khi mình mặc lên mọi người có thể thấy là kiểu cái phần hông của mình bị chặt lại, bó chặt lại luôn ý. Nên là nó sẽ thành ra một cái dáng không hề giống trong hình một chút nào. Tuy nhiên thì cái váy dáng nhận thì mình thấy là nó cũng khá là xòe giống trong hình mọi người ạ. Đây, mặc dù nó không được xòe, cảm giác kiểu không xòe nhiều như là trong hình, nhưng mà bạn này thì phần eo nó vẫn vừa với của mình nhá, nhưng phần hông nó chật ấy, nên là nhìn mình mặc nó sẽ hơi bị kiểu khác dáng của hình một chút xíu. Không biết là những cái size nhỏ thì nó sẽ nhìn như thế nào, nhưng mà mình chọn là mình chọn size L thì là nhìn nó không được xòe như trong hình thôi. Còn về chất lượng thì mình thấy vẫn ok, cái chất bò này khá là mềm này, và đường kim mũi chỉ may khá là chắc chắn. Không hề có, mình không hề gặp
lỗi gì ở chiếc quần à chiếc chiếc chân váy này. Chất vải bò thì khá là êm và họa tiết đường nét nó may thì cũng ok. Tiếp theo ở đây thì mình có một chiếc chân váy rất rất đẹp, nhưng mà tuy nhiên cái link mà mình mua thì nó đã hết sạch hàng rồi, nên là lúc mà mình edit thì mình sẽ cố gắng tìm được cái link mua hàng này để giới thiệu cho mọi người và để ở dưới phần mô tả, tại vì chiếc chân váy này quá đẹp và mình nghĩ là các bạn sẽ mua rất rất là nhiều. Đây mọi người, chiếc chân váy da báo rất rất là đẹp, cái độ xòe của nó thì cũng rất là tương tự như cái bạn ban nãy mình nói, và nó khá là mỏng ấy, nên mình nghĩ là mọi người vừa có thể sử dụng vào mùa đông hoặc là vừa có thể sử dụng vào mùa hè. Cái chất của nó sẽ hơi nhung, hơi kiểu nhung nhung ở bên ngoài ấy. Nó không kiểu dày như nhung hẳn, nhưng mà đấy, kiểu sờ nó cảm giác mịn mịn đó mọi người. Đây nó vẫn là cái kiểu chun đằng sau, và cái cạp đằng trước thì là nó sẽ là đường thẳng như thế này, và bạn này sẽ có phần khóa như thế này nữa để kiểu mọi người sẽ dễ mặc hơn, nó không bị, bạn nào mà bị kiểu hay chật mông như mình ấy thì nó sẽ kiểu dễ mặc hơn. Mình thấy mặc bạn này rất là thoải mái ấy. Và cái họa tiết da báo này thì vẫn kiểu chưa hết hot ấy, nên là mọi người có thể mix được với rất là nhiều đồ khác nhau, vừa có thể mix ngầu và bánh bèo thì cũng có thể được luôn. Giá ở chiếc chân váy này thì là khoảng 180.000, và mình thấy là một mức giá quá là rẻ cho một chiếc chân váy chất lượng như thế này, và mình thấy là mình có thể sử dụng bạn này được rất nhiều dịp và cũng có thể sử dụng được thường xuyên hàng ngày luôn, nên là bạn nào mà thích họa tiết da báo thì mình rất là khuyên nên sử dụng bạn này. Đang nói về chân váy da báo thì mình cũng có tiếp theo một chiếc chân váy da báo, tuy nhiên nó không dài mà nó lại là chiếc chân váy da báo ngắn, nhưng mà mình mua bạn này là size gì nhỉ? Mình không nhớ mình mua bạn này size gì nữa. À, size L, nhưng mà mình vẫn mặc chật mọi người ạ. Đấy, mọi người biết là mình tăng cân rất là nhiều, nên là mình đã phải nhờ bạn trợ lý của mình mặc cho mọi người chiếc chân váy này. Và mình thấy là chiếc chân váy này mặc lên form rất rất là đẹp luôn. Và cái chất vải này là chất vải dạ đúng không? Rất là dày dặn luôn ấy. Bên trong thì nó cũng sẽ có quần nhá. Chất vải rất là dày dặn luôn ấy. Chất vải quá đẹp, mình kiểu rất là tiếc khi mà mình không mặc vừa chiếc chân váy này, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ để dành chiếc chân váy này và đợi mình giảm cân để có thể mặc được, tại vì là thực sự luôn cái form nó quá đẹp ấy, và đường kim mũi chỉ may của nó thì cũng rất là chắc chắn luôn. Mình có giặt chiếc chân váy này rồi, đúng rồi, có giặt chiếc chân váy này rồi và cảm thấy là nó không có khác gì lúc ban đầu ấy, giặt bằng máy giặt mà nó cũng không bị hỏng. Giá thì cũng chỉ có 166.000 thôi, rất là rẻ luôn đấy mọi người ạ. Bạn nào mà kiểu gầy gầy một chút rồi xong sẽ mix bạn này thì mình thấy là nhìn rất là ngầu. Tiếp theo ở đây thì mình có một chiếc chân váy kẻ caro và kiểu dáng kiểu tennis ấy. Bạn này thì mình mua với giá là 175.000, tuy nhiên có một điều là mình không thể quay được cho mọi người. Bạn này thì mình có mặc vừa và mình mua size là size gì ta? Size XL luôn, mình có mặc vừa, nhưng mà khóa nó bị hỏng mọi người ạ. Khi mà bọn mình kéo lên ấy thì mình kiểu tự nhiên khóa nó bị té ra, và không thể nào kéo khóa xuống nên là bọn mình đã phải cắt bỏ cái khóa ra. Nhìn này này, đấy mọi người nhìn thấy đây, mặc dù cái form váy quá là đẹp đi nên là mình nghĩ là mình phải đi ra tiệm thay bỏ cái khóa này, thì nó hơi kiểu cập dập một chút, nhưng mà chiếc váy này xinh và có giá 175.000 thì mình thấy là cũng đẹp ấy, cũng không có điểm gì để chê ngoài là cái khóa của mình bị hỏng. Không biết là chỉ có một mình bị hỏng hay là nhiều bạn khác cũng bị, nhưng mà thường thì những cái sản phẩm mình mua là những cái sản phẩm mà được đánh giá khá là cao, nên là cũng kiểu tùy ấy, hên xui thì sẽ bị dính một chiếc mà khóa hỏng như thế này. Thì mọi người đi thay thì nó cũng không kiểu mất quá nhiều tiền, nhưng mà nó kiểu mình hơi lười á. Đấy, nhưng mà còn về chất lượng chiếc váy này thì mình thấy rất là đẹp. Form tennis thì luôn làm tôn dáng của mình, nhìn chân mình sẽ dài hơn. Thì chiếc chân váy cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc chân váy mà mình thích nhất và mình sử dụng mình đã sử dụng trước khi quay cái video này rồi mọi người ạ. Sử dụng nhiều lắm, chắc phải khoảng 4-5 lần mình mặc chiếc chân váy này rồi. Tại vì mình chưa quay nhưng mà mình quá thích chiếc chân váy này nên mình đã lén sử dụng trước, mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình. Đây, chiếc chân váy này thì mình xem nào. Có giá là chân váy này có giá là 236.000, là chiếc chân váy đắt nhất từ nãy giờ, nhưng thực sự nó quá là xứng đáng với giá tiền đấy. Chiếc chân váy quá đẹp luôn ạ. Cái chất vải của nó là chất vải dạ. Dạ, hơi bong bong một chút xíu. Nó không quá dày nhưng mà nó cũng không quá mềm quá. Nói chung là mặc lên thì rất dễ chịu, rất là ấm. Bên trong thì nó cũng có một lớp lót nữa luôn. Nói chung là chiếc chân váy này sẽ hai lót, và nhìn nó kiểu cái độ xòe của nó rất là đẹp luôn ý. Đây là chiếc chân váy có độ xòe rộng nhất trong tất cả chiếc chân váy mà từ nãy giờ mình đã nói. Đằng sau nó xòe rất là nhiều luôn, khi mọi người quay phát thì nó xòe rất là rộng. Và về đường kim mũi chỉ của bạn này thì mình soi cũng không thể có vấn đề là may bị thừa chỉ nhiều hay là gì cả. Có một vài chỗ thôi nó sẽ bị thừa chỉ thì mọi người rút ra thôi,
không có vấn đề gì nhiều với chiếc chân váy này cả. Với giá tiền 236.000 thì thực sự đây là một chiếc chân váy mình khuyên bạn nào nên mua vào tủ đồ mình để có thể mix kiểu nhìn rất là vintage luôn á. Và kiểu mọi người mix Tết cũng được này, hoặc là mix để đi cà phê các thứ đều rất là xinh. Và bây giờ thì chúng mình sẽ sang phần về quần dài. Và đầu tiên mình sẽ cho một chiếc quần mình rất khuyên mọi người nên mua. Và đây là chiếc quần mình thấy là chất vải bất ngờ nhất, gây bất ngờ nhất trong tất cả những cái sản phẩm Shopee mà mình đã từng review cho mọi người á. Thì đây là một chiếc quần dài kiểu nhung tâm. Mình thấy là chiếc quần này khương giá khá là hot ấy. Tuy nhiên mình thấy chiếc quần này có rất là nhiều link mà mọi người chê là bán không hề đẹp một chút nào, không hề giống trong hình. Thì cái link mà mình mua thì rất là may mắn là nó quá đẹp luôn. Chân váy này, chiếc quần này có giá là 241.000. Và mình sẽ để cái link ở dưới cho mọi người tham khảo, thì cái link này chắc chắn là mua rất là đẹp. Và bạn này thì mình thấy không nhớ là có mấy màu nữa, mọi người có thể ấn vào link để xem nha. Mình mua bạn này là size L và chất nhung quá đẹp luôn đi. Cái form cũng rất là đẹp, nó tôn dáng mình rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên những bạn nào béo như mình ý, thì cái phần hông nó to, mọi người nên mặc cái áo để che qua cái phần hông để nó không lộ phần hông đấy đi. Và những bạn nào gầy thì mình thấy mặc với kiểu crop top để mà tôn cái dáng quần này lên thì rất là đẹp, nhìn chân mình rất là dài, kết hợp với một chiếc kiểu giày mà nó cao độ đế hơn một chút xíu á. Đây, còn về cái chất vải mình sẽ quay cận cho mọi người. Chất nhung tăm mịn ơi là mịn cực kỳ mịn luôn ý, sờ rất là thích luôn. Thế chiếc quần này kiểu chắc là nó phải xịn hơn rất là nhiều local brand nếu mà làm chất nhung. Để mình thấy là chất nhung này quá xịn luôn. Và giá thì cũng rẻ nữa ý. Thực sự giá quá rẻ cho một chiếc quần chất lượng như này. Và có thể cũng có thể mix được với rất nhiều đồ. Như chiếc quần mà kiểu có form rộng như này, ống rất là rộng luôn á. Cái quần này để mà mọi người nhìn rõ cái form hơn thì là mình đã nhờ bạn trợ lý của mình quay cho mọi người. Sẽ có một số những cái quần ở đúng không? Có một số những cái quần mình sẽ nhờ bạn mình quay để có thể cho mọi người nhìn rõ form hơn là mình mặc. Tại vì đôi khi mình kiểu bị tăng cân nhiều quá ấy, béo quá ấy, nên là mặc lên nó sẽ không rõ cái phần form quần hay là form váy hay là form áo. Nên là mình đã quyết định là kiểu có những cái mình mặc và có những cái cho bạn mình mặc để nhìn nó một cách khách quan hơn. Không vì là mình mặc xấu không muốn nó, tại vì có rất nhiều những cái áo mà mình thấy chất rất là đẹp, tuy nhiên mình mặc lên không đẹp. Nhưng mà những cái bạn mà nhỏ hơn mình ấy thì mặc lên rất là đẹp. Và đây là một chiếc quần mà mình khuyên tất cả các bạn đang xem video này nên mua nha. Chiếc quần này thì sẽ có giá là 119.000. Và thực sự cái chất lượng của nó mình cũng khá là bất ngờ. Đây là một chiếc quần mà nó sẽ thiết kế theo kiểu cái nhiều chữ á. Cái thiết kế này thì mọi người đã có thể thấy được ở rất nhiều brand, ở local brand hay là local brand thì cũng có rất là nhiều rồi. Và chiếc quần này mình khá bất ngờ vì cái giá rẻ như thế mà chất lượng rất là tốt. Mặc dù cái chất của nó khá là mỏng ấy, nhưng mà nó không hề bị kiểu rẻ ấy. Cũng rất là chắc chắn và rất là đẹp, và bên trong nó còn lót lông nữa mọi người ạ. Đấy, mặc lên thì rất là thoải mái à. Còn mọi người có thể mặc vào mùa đông lẫn mùa hè được luôn. Ở phần dưới thì nó sẽ có cái phần bo như này lại. Đấy, để mọi người có thể kéo phần đấy, kéo như thế này lại để nó phần bo ở phần chân dưới của mình. Và nó, mình thấy bạn này mặc thì rất là rộng, rất là thoải mái, có thể hoạt động thể thao này hoặc mặc đi hàng ngày đi học để kiểu cảm giác dễ chịu hơn. Mình thấy thì bạn nào cũng sẽ có thể mặc được cái form quần như này, rất là dễ mặc và dễ mix đồ. Từ nãy giờ thì mình đã khen rất nhiều rồi và đã có quần để mình chê rồi mọi người ạ. Đây là một chiếc quần bò có giá là 229.000. Mà mình đã mua quần này đến size L rồi mọi người. Mà thực sự là nó rất là bé luôn. Cái này thì mình cũng phải nhờ bạn trợ lý của mình mặc. Chứ mình không phải là mình không mặc vừa, mình vẫn mặc vừa. Nhưng mà nhìn nó bé lắm, rất là bé so với mình nghĩ. Nó không hề rộng giống trên hình gì cả. Trên hình nhìn nó rộng rãi, thoải mái, mặc rất là đẹp luôn. Bạn này thì ở ngoài mình thấy là vừa bị ngắn mà vừa bị nó không rộng, cái form nó không đẹp ấy. Đây, mọi người có thể bỏ ra, kiểu bỏ ra hơn 100.000 hay là đấy thì mua ở những cái quần mà kiểu ở ngoài shop ở Hà Nội hay Sài Gòn. Nếu là những cái shop ở Việt Nam bán thì mình thấy quần tầm 200-300, 300-400 thì quần bò nó đẹp hơn cái quần này rất là nhiều. Mặc dù chất vải bạn này cũng khá là ok, nó cũng mềm mềm ấy. Nó cũng mềm mềm ấy, không có vấn đề quá nhiều về chất vải. Nhưng mà về cái form dáng thì mình không hay thích một chút nào. Ở phần khóa quần này này, nó cũng bị kiểu khi mà mình mặc lên á thì khi mà mình đóng thùng nó hở khóa quần ra đúng không, nó hơi bị kiểu phồng ra ở phần khóa quần này, nhìn nó cũng rất là mất thẩm mỹ, không đẹp một chút nào. Nói chung là về phong dáng bạn này mình không thích chút nào, nên là mình không khuyên mọi người mua chiếc quần này cho lắm. Tiếp theo thì mình có một chiếc quần rất là rực rỡ màu đỏ, tên một chiếc quần rất là rộng
Bạn này thì có giá là 184.000. Về chất lượng bạn này thì mình không quá thích, không có ưng lắm đâu mọi người ạ. Nhờ về form dáng thì mình thấy đẹp, tại vì cái độ rộng của nó đúng ý của mình luôn. Thực sự mình rất là thích những chiếc quần mà kiểu rộng ấy, để mặc cho nó thoải mái. Chứ còn những chiếc quần mà nhìn trên hình rộng xong rồi mua về nó không hề rộng thì mình rất là bực tức. Bạn này sẽ có in một cái chữ ở đây. Nói chung là về giá tiền thì mình thấy là chiếc quần này sẽ ổn ổn với giá tiền, thì form dáng nó đẹp nhưng mà cái chất vải của nó thì không phải là chất vải mình thích. Đây là chất vải da cá khá là mỏng, nó sẽ hơi bị nhăn một chút xíu rồi. Nhưng cái màu sắc của nó thì cũng ok, ổn ổn giống trong hình, không có gì khác trong hình lắm nên là mình cũng không chê trách bạn này nhiều. Ngoài cái phần chất vải nó không được đẹp lắm thôi, còn nếu bạn nào mà không quá quan tâm về cái phần chất vải ấy, thì cũng có thể là mua bạn này về để mặc những cái màu quần mặc kiểu sặc sỡ như này, để thêm cho thêm tủ đồ của mình để có thể mix được nhiều phong cách hơn ấy. Còn về phần may của bạn này, đường may của bạn này ấy, thì mình thấy là nó sẽ hơi mỏng một chút xíu, nó kiểu không quá là chắc chắn đâu mọi người ạ. Thì tùy theo mọi người, nếu mọi người thích cái form này thì cũng có thể mua. Tiếp theo thì mình lại có một chiếc quần dài tiếp theo. Mình còn ba chiếc quần nữa. Thì đều là chiếc quần kẻ, và đây là chiếc quần kẻ mỏng nhất. Có màu đen và kẻ màu trắng như này. Bạn này thì rất là mỏng, chất siêu mỏng luôn ấy. Tuy nhiên thì mình lại thích cái chất quần này hơn là chất quần của bạn màu đỏ này. Mình thấy là mỏng nhưng mà nó nhìn thì nó dễ, vẫn kiểu đắt tiền hơn là chiếc kia ấy. Và giá là 172.000, rẻ hơn mấy chục, rẻ hơn 10.000, tầm 10.000. Bạn này thì mình thích là mặc sẽ kiểu sắn quần lên như là mình quay cho mọi người ấy. Nói chung là form quần bạn này thì rộng vừa phải, mình mà mua là size L. Thì cái quần dáng như này ấy, thì mình mặc sắn quần lên thì mình không yêu cầu nó là quá là rộng như là cái bạn đỏ như này. Bạn đỏ như này thì mình không sắn quần lên nên là nó rộng nhiều thì cũng mình cũng thích thôi. Còn bạn này thì mình thấy form rất là đẹp này, giá tiền thì cũng ok so với chất lượng của bạn này rồi. Form dáng thì mình cũng không có điểm gì để chê lắm, nhưng mà một điểm này, ôi đây, bạn này may mình thấy rất là ẩu, hơi ẩu một chút xíu này. Đây mọi người, một điểm trừ của chiếc quần này, nó may cái vải nó bị lộ ra ngoài đấy, hẳn một cái đường vải đấy lộ ra ngoài luôn. Thực sự nếu mà không để kỹ thì nó sẽ không thấy đâu, nhưng mà đây vẫn là một cái điểm trừ cho nhà máy sản xuất ra chiếc quần này, nên là tùy mọi người có thể mua. Mình sẽ không phải là cái quần nào nó cũng bị như thế, nhưng mà nếu mà xui thì nó sẽ dính. Và chiếc quần kẻ tiếp theo mình có là một chiếc quần kẻ rất là dày và phù hợp trong mùa đông. Bạn này thì bên trong nó có lót lông như thế này, giá bạn này 245.000. Bên trong lót lông rất là dày luôn. Phần kẻ thì nó sẽ là màu nâu, màu xanh, màu be, khá là đẹp. Và tông màu kiểu trung tính cũng rất là dễ mix. Bạn này thì mình thích là kiểu mặc sẽ kiểu sắn như này lên hơn để nó lộ cái lông bên trong ấy. Đó, tại vì bạn này không quá rộng nên mình thích mặc kiểu này hơn này. Thì tùy mọi người thôi, bạn này cũng không phải là quá bó vào người mình đâu, nhưng mà nó cũng không quá rộng. Còn chun bạn này cũng khá là thoải mái. Mình mua bạn này thì cũng là size L à. Xem nào, chả có size gì, như bạn này là free size. Không nhớ bạn này là mình mua size gì lắm, nhưng mà ở đây thì mình thấy không có ghi size, thì cũng có thể là free size. Tại vì cái phần chun này nhìn thế này là bé, nhưng mà kiểu nó kéo giãn rất là rộng luôn á. Đó, thì về phần chất lượng đường may, đường kim mũi chỉ may bạn này thì mình thấy là chắc chắn chất vải rất là tốt, rất là dày dặn luôn. Hai lớp à? Một lớp hay hai lớp ta? À, một lớp. Phần túi cũng sâu nữa, cũng sâu mà cũng có thể để được đồ vào phần túi quần như này. Nói chung là với giá tiền mà 245.000 thì mình cũng không có điểm gì để chê trách bạn này cả. Vẫn là một chiếc quần rất là đẹp và phù hợp cho mùa đông. Bạn này mặc mùa hè thì không được, nhưng mà mặc mùa đông thì rất là ok. Bạn này thì có giá là 314.000 tên, và cũng là bên trong lót lông nhưng mà còn xịn hơn cả bạn lông của bạn quần ban trước. Đây, bên trong lông nó sẽ cũng có màu giống bạn kia, và mình thấy là cái form bạn này rộng hơn nhá. Form bạn này rộng hơn nên là mình thấy là mặc kiểu suông xuống hoàn toàn, hoặc là mặc kiểu đóng thùng lên, không phải đóng thùng mà kiểu sắn gấu lên như này thì vẫn rất là đẹp. Phần chất vải bạn này quá xịn luôn ý, không có một điểm gì để chê luôn. Đường kim mũi chỉ may thì vẫn rất là chắc chắn và kiểu rộng rãi, đúng ý mình muốn. Mình mua bạn này là size L nha. Bạn này cũng có túi không sâu bằng bạn nâu, màu nâu ban nãy, nhưng màu sáng như này thì mình nghĩ là mọi người cũng nên có một chiếc quần kiểu màu sáng và màu tối. Và mùa đông mặc chiếc quần này thì siêu ấm luôn ý. Phần lông bên trong kiểu
sâu, rất là thích luôn. Nên là mình thấy một mức giá như thế này thì cũng hợp lý cho một chiếc quần như này. Mọi người có thể mix được với nhiều đồ và rất là ấm trong mùa đông này. Vậy là vừa rồi mình đã ho cho mọi người hết tất cả những chiếc quần dài và chiếc váy dài, có chiếc váy ngắn mình mua trong thời gian vừa rồi. Và mọi người cũng có thể là tham khảo những chiếc quần, chiếc váy này để có thể mua về mua sắm Tết cho mình để mặc vào dịp đầu năm hoặc là cuối năm này mọi người đi chơi cũng nhiều này. Thì đây là mình thấy là cái ho này cũng có rất là nhiều sản phẩm tốt, đặc biệt là về phần chân váy thì chất lượng rất là tốt luôn. Và mình thấy là chân váy mặc vào Tết thì cũng rất là hợp lý. Và mình thấy năm nay thì những cái chân váy dài ấy, nó khá là hot và có thể mix đồ được rất là đẹp. Mong là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Về link thông tin mua sản phẩm thì mình sẽ đặt tất dưới phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.